Cái thằng kia đó, mày qua đây đấy. Của em. Thế sao hôm qua nó bảo, thằng này bảo mày đánh bọn tao đợi cả đây cả buổi chiều biết đâu. Em làm gì biết được à? Thế sao mày nhìn mày mà nói phải hai này phải hai không? Vẫn là mấy thằng đi xem bộ này. Đâu không phải bọn em, bọn thằng đội là khác. Mấy kia là mấy bọn kia. Ở đây chỉ là mấy bọn này đi xem đâu. Không. Chào mọi người. Thì hôm nay ba anh em tôi, đây anh Cường và anh em tôi đang được. Anh em tôi nghĩ ra một cái ý tưởng cho ăn rồi không? Cho người đi đường. Có nghĩa là như này. À, khi mà gặp người đi đường người ta đi qua đấy, nhưng mà tìm bằng con này cũng đánh chết. Thì mới xuống đi qua. Thì con mẹ bắt nạt đó, bây giờ cứ tìm mấy thằng nào gấu, đầu gấu nhất, mày cứ phang nó thẳng cho anh. Vỡ mồm ấy anh. Mày phang nó phải phang anh đâu mà vỡ mồm. Đây cũng như đây là một cho mình khả kiện nói chứ. Khả kiện đâu nữa. À đấy chứ không ví dụ đó. Thế ừ. Bây giờ mày cứ ra tìm thằng nào gấu nhất mày khả kiện cho nó chất. Trêu nhiệt tình luôn. Nhưng mà nó đánh luôn đấy, bọn nó mày đánh luôn có đấy. Có anh mới được xóa ở đây mày sợ cái gì? Trời ơi vỡ đây. Mồm đấy. Đồ đây. Mày đồ nghề thì có rồi. Liên tha liên thuyên thế thôi, nhưng mà nói chung là anh em tôi mày sẽ đi chọn người lạ, nói chung trong đầu nghĩ ra gì à thì chửi bới nói chọn các kiểu đấy luôn anh em. Thế em tí nữa cứ ra đường chọn thôi đúng không? Đúng rồi, cứ ra đường ngồi đợi chúng đi qua chọn thôi. Thế có cho nó viên đạn không? Đạn gì anh, súng nước, súng bí. Tặng mẹ thôi. Ok, thì bây giờ anh em về đi chắc tôi đi. Qua đây anh bảo. Qua đây anh bảo. Qua đây anh bảo. Qua đây anh bảo. Hả, không. Mày hôm qua mày đánh thằng kia phải không? Không ạ. Phải ngày không? Mày có biết hôm qua bọn tao đợi mày đây bao lâu? Mày không đánh ai luôn. Anh bữa hôm qua em ở nhà cả buổi tối mà. Cảm ơn thằng kia đó, mày qua đây đấy. Của em. Thế sao hôm qua nó bảo, thằng này bảo mày đánh bọn tao đợi cả đây cả buổi chiều biết đâu. Em làm gì biết được à? Thế sao mày nhìn mày mà nói phải phải này phải hai này phải hai này vẫn là mấy thằng đi xem không? Đâu không phải bọn em, bọn thằng đội là khác. Mấy kia là mấy đây chỉ là mấy bọn này đi xe đâu. Không, có một đám khác, có một đám đồng chí của anh. Một đám hôm qua mẹ hôm qua ngày đánh đó không phải em mày chưa đánh ai đâu mày ra mày đi với cái kia. Hôm qua của em đi cùng mấy thằng này, em làm gì đánh nhau đâu. Thế sao nó bảo mày đánh hả với nhau? Mấy bọn chịu nó hay đánh anh nhìn lại nó ở đâu? Hôm qua em nó ở trong chịu chịu ở bên chú bên cầu hôi. Hôm qua em đi học mày biết nó ở đâu không? Thế sao cái thằng này bị đánh ngày tối qua này? Đấy bây giờ thì cô tao đúng đây cả buổi chiều luôn này. Không, bọn em độ bọn em gì đi nhau? Bọn mày độ bọn mày thì đi nhau em đâu? Em gì độ đâu? Mày nghĩ sao cứ thương muốn đi kia không? Đây xe cứu thương đến đây rồi. Muốn đâu? Không ạ, em đi đánh nhau hả? Anh có đùa đấy, cho đấy, video kìa, mày quay kìa. Ôi, cảm ơn mấy em về nhá. Ôi, cảm ơn nhá. Rồi, mấy em về nhá. Ôi, mày, mẹ mày, hôm qua mày đánh bị đi trường mưu ra phải không? Bị chó này. Mày mày không? Đâu rồi? Chả mày hôm qua trêu mưu tao. Đâu anh? Mày trêu mưu tao. Mày thấy không đi đâu thì hôm qua mày chiêu lóa không đi? Mày hôm qua mày chiêu lóa phải không? Chả mày không. Tao hôm qua vẫn thấy mày chiêu lóa xong. Thằng em đâu hôm qua em ở nhà mà. Thế mà con kia bảo hôm qua mày chiêu lóa. Hôm qua người yêu tao bảo mày chiêu lóa. Thế là chiêu đâu anh? Người yêu hai thằng bọn tao rồi à? Mẹ mày nói thế, mẹ mày mang tiếng nó ra. Mày còn thôi cái. Không gì phải đâu anh. Cái này là thế nào vậy? Thế sao? Trong những gạch đồ phải không? Nhưng mà em không có lửa lại có khói rồi em. Em không biết được. Hay là như mình có nhận nhầm không nhỉ? Mẹ. Nhầm nào được chính xác tao nhìn đúng rồi. Phải không? Không ạ. Bố lên cho bên gạch đầu rồi. Hay đánh nó trận nhỉ? Nhờ. Có lên đánh không? Đánh được rồi. Hay bắn nhau phát. Bắn ngay nhá. Em có làm gì đâu anh? Chả mày còn ai. Em thì thấy em. Mày bây giờ mày cứ cãi. Bây giờ nó bảo mày thì tao chỉ biết mỗi mày. Tự nhiên hôm qua mày kèm rau chưa tối qua đi mày. Mày anh kèm không? Tới con kèm đâu ra? Ồ. Chính nó đây. Ngày hôm qua này. Thằng này phải cho bên gạch đầu rồi. Thằng này phải cho bên gạch đầu rồi. Em làm gì đâu anh? Bây giờ là có nhận không? Nhận thì tha, còn không nhận tao đánh. Tao tới qua em ở nhà mà. Nhưng bây giờ nhận tao tha, không nhận tao đánh. Em ấy đâu mà. Không ấy mày không nhận à? Không nhận đâu. Mày. Có nhận đâu? Có nhận đâu? Có nhận đâu? Không. Thế nào? Con này. Để đánh ra trận. Ít cái con này. Mày. Ít. Mày đang này. Đứng lại.
Mày qua đây, mày qua đây. Qua đây. Hả? Mày không mày mày đây bảo mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây. Mày thế không? Mày nhà không? Trên này cho cô xem xét. Phải ngay không? Không, mày phải ngay đâu anh. Chả đâu, con kia rồi, con kia đi chơi rồi. Không kết thúc màn đây tại đây thôi. Ừ. Anh cho ăn thôi đi, về đi.